Chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Theo Đài Khí tượng thủy văn Tây Ninh cho biết, thời tiết ở khu vực Đông Nam Bộ và tỉnh Tây Ninh đêm nay và ngày mai được dự báo nhiều mây, đêm nay và ngày mai có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, ngày có lúc hứng nắng, giá Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 cho đến 33 độ C. Sau đây là thời tiết chi tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía Bắc tỉnh Tây Ninh, huyện Tân Biên và Tân Châu, nhiều mây Đêm nay và ngày mai có mưa, mưa rào và dông. Ngày có lúc hửng nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 cho đến 32 độ C, độ ẩm 95%. Khu vực phía Nam tỉnh Tây Ninh, huyện Bến Cầu, Gò Dầu và thị xã Trảng Bàng. Nhiều mây, đêm nay và trưa chiều mai có mưa, mưa rào. Ngày có lúc hửng nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 cho đến 33 độ C, độ ẩm 91%. Khu vực phía Đông tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu. Nhiều mây, đêm nay có mưa nhỏ, ngày mai có mưa rào và dông, ngày có lúc hưởng nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 cho đến 32 độ C, độ ẩm 93%. Khu vực phía Tây tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành, nhiều mây, đêm nay và trưa chiều mai có mưa rào và dông, ngày có lúc hưởng nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 cho đến 33 độ C, độ ẩm 93%. Khu vực thị xã Hòa Thành và thành phố Tây Ninh nhiều mây, đêm nay có mưa nhỏ, ngày mai có mưa, mưa rào và dông, ngày có lúc hưởng nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 cho đến 33 độ C, độ ẩm 93%. Cảnh báo, mưa dông có xu hướng gia tăng nên có thể kèm theo gió giật mạnh, lốc, sét, dễ làm cho cây cối gãy đổ, sét đánh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và làm việc ngoài trời. Mực nước cao nhất tại gò dầu sông Vàm Cỏ Đông từ 0,45 cho đến 0,50 m và bây giờ là thông tin thời tiết chi tiết của các huyện thị thành phố trong đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị khán giả, bệnh lao là một trong những bệnh truyền nhiễm gây tử vong hàng đầu. Ở nước ta, ước tính có đến 30% dân số mắc lao tiềm ẩn. Nhận thức được sự thiệt hại nặng nề do bệnh lao gây ra, chương trình chống lao quốc gia luôn chiến đấu không ngừng nghỉ để tiến đến một Việt Nam không bệnh lao vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh việc điều trị và ngừa tái phát bệnh lao, chúng ta cần đẩy mạnh phòng ngừa lao. Việt Nam đã làm tốt trong việc đưa vaccine phòng lao vào chương trình tiêm chủng mở rộng. Tỷ lệ bao phủ vaccine là khoảng 95% trên cả nước. Vaccine phòng lao giúp giảm khả năng mắc các thể lao nguy hiểm như lao màng não, lao kê. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể mắc các bệnh lao khác như lao phổi, lao hạch, lao ruột. Lao tiềm ẩn là tình trạng cơ thể người có đáp ứng với trực khuẩn lao nhưng chưa có dấu hiệu lâm sàng hoặc xét nghiệm đầu cho thấy bệnh lao hoạt động. Nói cách khác, vi khuẩn lao đang ngủ yên trong cơ thể người mắc lao tiềm ẩn. Do đó, lao tiềm ẩn không phải là một bệnh, nhưng người mắc lao tiềm ẩn có khả năng chuyển thành bệnh lao. Vi khuẩn lao sau khi đi vào đường hô hấp sẽ bị các đại thực bào bắt giữ. Ở người có sức đề kháng tốt, vi khuẩn lao sẽ bị tiêu diệt hoặc tồn tại ở dạng ngủ đông, không hoạt động. Chúng sẽ chờ đợi và chớp lấy cơ hội bất kỳ khi nào hệ miễn dịch suy yếu để vùng lên hoạt động và gây bệnh. Người mắc lao tiềm ẩn không có triệu chứng lâm sàng, X quang phổi đa số là bình thường và không lây cho người khác. Theo thống kê của CDC Hoa Kỳ năm 2020, nếu không được điều trị, thì 5-10% người mắc lao tiềm ẩn tiến triển thành bệnh lao trong suốt cuộc đời của họ. Khác với vaccine phòng lao, việc làm xét nghiệm đồng loạt cho tất cả người dân để tầm soát lao tiềm ẩn là không cần thiết và tạo gánh nặng kinh tế lớn cho nhà nước. Do đó, việc xét nghiệm và điều trị lao tiềm ẩn là tự nguyện và tập trung, nên một số đối tượng nguy cơ như người nhiễm HIV, người có tiếp xúc hộ gia đình với bệnh nhân lao phổi, nhân viên y tế khám và chăm sóc bệnh nhân lao, nhân viên làm việc tại các trại giam, và trại giáo dưỡng, bệnh nhân đái tháo đường, người sử dụng thuốc ức chế miễn dịch kéo dài, thuốc sinh học. Hiện tại có hai đối tượng được điều trị lao tiềm ẩn mà không cần xét nghiệm, đó là trẻ em dưới 5 tuổi có tiếp xúc với hộ gia đình, với bệnh nhân lao và bệnh nhân HIV ở mọi lứa tuổi. Và quý vị thân mến, bản tin dự báo thời tiết hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.